Quảng Trị từng được biết đến bởi đặc trưng của nắng gắt, gió lào và sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng nay, mỗi độ Tết đến xuân về, tại vùng đèo núi quanh năm sương mù mang tên Sa Mù, tỉnh Quảng Trị đã trồng thành công những loại hoa có giá trị cao, vốn chỉ quen ở khí hậu xứ lạnh. Hương sắc những loại hoa ấy tô điểm thêm cho ngày xuân tại vùng đất anh hùng Quảng Trị thêm rực rỡ và mới lạ hơn. Khu vực đèo Sa Mù nằm ở độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.500 mét so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình 20 độ C. Đây là điểm lý tưởng hội tụ mọi điều kiện thích hợp để trồng các giống hoa ôn đới có giá trị kinh tế cao. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã xây dựng tại đây khu nghiên cứu thực nghiệm, áp dụng khoa học hiện đại để có thể tạo môi trường tốt nhất cho các loại hoa sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt Sa Mù là một cái địa phương rất là xa, cách Đông Hà là 100 cây, với đường đèo rất là khó đi. Thì chúng tôi là thời gian qua đã ứng dụng công nghệ 4.0 với cái tỷ lệ rất là lớn vào sản xuất và chăm sóc cái cây hoa này. Nhờ những cái công nghệ đó, vừa điều khiển việc cái cây hoa sinh trưởng phát triển theo đi đúng cái ý của mình, và vừa tiết kiệm được cái chi phí cũng như là nhân lực rất là lớn. Để phục vụ Tết Nguyên đán 2020, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa ra thị trường hơn 16.000 cây hoa ly giống Chile và Hà Lan, 13.000 cây lan hồ điệp được nhập giống từ Đài Loan với 10 màu sắc khác nhau, 10.000 cây hoa tulip cùng nhiều loại hoa khác như đồng tiền, hoa hồng môn và các loại cây ăn trái. Hiện nay, các loại hoa này đã được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận rất tích cực. Các mô hình được thử nghiệm tại đây đó sẽ được nhân rộng ra cho nhân dân trong vùng, cũng như là nhân rộng ra cho các doanh nghiệp họ có cái nhu cầu đầu tư vào cái khu vực này để sản xuất các cái loại rau, loại hoa, loại quả, và với một mong muốn là biến cái khu vực đèo Sa Mù này trở thành một cái khu vực mà trồng các cái loại hoa rồi là quả cao cấp với cái công nghệ cao để phục vụ cho nhu cầu của thị trường ở trong nước, cũng như là nếu mà có đủ khả năng thì sẽ tiến hành xuất khẩu. Ngoài cung cấp hoa cho thị trường Tết Nguyên đán, địa danh đèo Sa Mù đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan khu vực trồng hoa. Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng quy hoạch chi tiết để phát triển du lịch khu vực này. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tạo dựng thương hiệu để các loài hoa, quả nơi đây đủ sức cạnh tranh trên thị trường, giúp người dân nơi đây đa dạng hóa cây trồng, phát triển kinh tế.